2 tháng 4 chào anh chị và các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình có một số món đồ pin và đồ điện và một số đồ ngày đồ pin hay đồ điện gì mình bán chuyển khoản nha. Có sức có được nha anh em. Còn đồ nghề là mình bán chuyển khoản nha. Anh em nào mua nhớ cân nhắc mà xem kỹ món hàng đó cho mình nha. Đồ pin mình có cục sạc Magneta pin trượt nè, sạc pin lithium từ 7V 2 tới 18V nha. Sạc bây giờ mình test rồi mình bao sóng nha, dây nó còn nha nè. Ở số 1 là cục sạc mình bán giá 400k nha nè. Sạc số 1 bán giá 400k nha. Tiếp theo cục sạc 7V 2 tới 10V 8 nè, của Magneta luôn nè. Cục sạc này mình bán với giá là 300k nha. Cái này 17 nó cắt dây gì nha anh em. Này mình cũng bao sóng nha, mình đã test pin rồi, ok rồi nha. Ở số 2 mình bán giá 300k nha. Sạc đầu mình bán có sức cốt nha anh em. Sức cốt anh em sức cốt thì đặt cọc cho mình cái thẻ cào 50 nha. Tiếp tục mình con số 3 mình có con cưa nè, Riona nè. Con này mình bán giá 500k nha. Pin nó yếu rồi nè, mình chưa có sạc nha, test chức năng chạy rồi, lưỡi riêng nó luôn nha nè, nó đều nam luôn nha, lưỡi riêng nó luôn nha, ngoại hình nó cũng còn khá mới, tem còn còn đầy đủ, con này mấy anh di văn nha, hàng họ lên xuống đầy đủ nè, còn cái lục giác đây luôn nha nè, giác để mở ngóc này. Số 3 mình bán giá 500k nha. Cắt 12V nha. Thay vỏ pin đó nha. Ở cái số 4 mình có thùng điện Magneta nè. Đợt trước có khách hỏi mình mà mình không nhớ số điện thoại để mình liên lạc lại nha. Thùng này có hai cái đầu nha, một cái đầu 19, một cái đầu 21 nha. Đi kèm theo điều kiện này. Thùng này mình bán giá 750 nha. Này mình bao sóng luôn nha. Này điện 100V nha anh em. Không thắng. Này mình đang chạy tua nhanh, tua chậm. Nút tắt mở nó dưới đây nha. Ngoại hình bu lông. Bu lông điện 100V nha. Thùng này mình bán giá là 750 nha. Mấy cây này mình có thể xuất cốt luôn nha. Có mấy món đồ nghề là mình không xuất cốt nè. Tiếp tục với số 5 nè. Một con dao nè. Con này của Grand Money nha, này của Đức nha. Dạ, cái con này còn khá bén nha. Đó. Một món, hai món nè, ba món nè, bốn món nè, năm món nè. Đó, anh em nhìn kỹ món đồ, xem kỹ món đồ rồi hãy gọi điện cho mình nha. Đồ nghề này mình xin bán chuyển khoản nha nè. Grand Money này của Đức nha. Một con dao này với lại một con dao gọt giấy mình bán kèm theo số 5 là giá 150 nha. Đó, đây còn chiếc dẹp nè, cái đầu khui gì nè, có đầu nhọn nè, có đầu khui cá hộp nè. Con này nó hơi cũ, mình chưa vệ sinh gì luôn nha. Rồi, con số 5 mình bán giá 150 nha. Con này Game Money được của Đức nha nè. Rồi, tới con số 6 mình bán 100 nè. Dao mà hai bên tới hai lưỡi đây nha nè. Này cái này nó di băng nha. Lưỡi này một lưỡi cắt gì nè. Cây nhỏ với lại một cái lưỡi bên đây để cắt sắt hay gì nè. Cái này mình có thể gắn dao được giấy cho mình xài nha. Rút nó này là mình kéo ra đây vậy.
số 6 này mình bán giá 100k nha. Con dao hai lưỡi. Lưỡi nó mới dây băng luôn nha. Rồi, tiếp tục cái số 7 mình có cái lắc léo nè. Ở đây là mấy cái lắc léo này mấy dây băng luôn nha. Mình muốn xoay chiều nào cũng được. Cái đầu điếu đây là đầu điếu 17 nha anh em, khá dày luôn nha. Đó, đầu này cũng mang guitar luôn nha. Đây, cái lắc léo. Còn cái số 7 này mình bán giá 150 nha. Cái lắc léo số 7. Rồi. Cái số 8 một cái con dao tỉa cành. Lưỡi nó khoảng luôn cát. Luôn cán nó khoảng 1 tấc rưỡi nha nè. Trên lưỡi nó còn khá bén nha, chưa chà luôn nha. Đây có đóng dấu chữ chữ Nhật ở đây nha. Kèm chung với đó là con dao gọt giấy nha, còn lưỡi luôn ốc ba con NC băng nha. Ở số 8 mình bán giá 150 nha. Số 9 mình có một cái bon me để đo đầu sâu lỗ nha. Đây. Đó, anh em muốn tra mãi thì tra nha. Độ chính xác nó là 0,001 nha. Cái này 25 nha anh em. Được. Kèm theo cái này để lấy phụ tùng thay qua cái này cũng vẫn được nha. Đó. Quay hai bên này mình đo lỗ nha, đo độ sâu lỗ. Cái này mình bán giá 250 nha. Cái số 9 tặng kèm theo cái này để anh em có lấy phụ tùng gì lấy nha. Cái này nó hơi xấu, nói chung là độ chính xác nó cũng còn nhưng mà nó hơi xấu, mình tặng kèm theo luôn nha. Đó. Giá bán cái số 9 là 250. Cây bông me đo lỗ nha. Cái số 10 một đầu đầu đĩa 8 đầu đĩa 10 nè, có mã nè anh em muốn tra gì tra nha. Đầu 8 đầu 10 số 10 này mình bán giá 100k nha. Số 10 giá 100k nha. À, một cái con vít đỏ rẻ để siết mấy chỗ hẹp này nè. Nó có gồm mấy đầu nha, đầu dài nó thiếu xíu một đầu này mình bỏ vô nha. Cộng 1, cộng 2, cộng 3 nè. 2 mũi cộng 2, mũi cộng 3 nè. Vít dẹp nè. Bộ lục giác nè. Đó. Cái này mình bỏ vô đây nha. Kìa, đảo chiều ở dưới đây nè. Mấy chỗ hạt mình cần dùng tới mấy cái này nha. Rồi, số 11 này mình bán giá 150 nha. Đây miếng cao su nó bị bong đây nha. Này mình dán là vẫn được nha. Mà không có cái này cũng không quan trọng nha. Chỗ hạt là anh em rất cần mấy cái này nha. Cái số 11 bán giá 150 nha. Rồi, tiếp tục tới cái số 12 nè. Một cái liếc dao mà. Tổng chiều dài nó gần 2 tấc nha anh em. Lưỡi nó cũng hơi ngắn nha. Lưỡi nó khoảng 60 đến 70 nha, khúc này. Còn như là cái cán nha. Con này nó khá mới. Hình không có thấy chữ gì hết nha. Con dao đầu liếc dao mình bán giá 100k nha, số 12 nha. Còn khá mới.
số 13. Số 13 mình bán hơi nhiều nha. Đồ nghề mình xin phép bán chuyển khoản nha. Anh em nào mua chuyển khoản thì nhớ điện thoại cho mình nha. Còn không chuyển khoản thì anh em nhiều khi chốt hàng rồi mình không có gửi hàng. Xuất code là mình không xuất. Cái này là việc sale hết nha nè. Bếp 2 nè, bếp 2 mũi ra đầu. Bếp 2 mũi đầu nhỏ nè. Này bếp 2 nè. Bếp 2 nè. Toàn bộ mấy mũi này là của Vixel đó nha anh em. Bếp 2 luôn nè. Cái đầu này nó có 3 cạnh chứ không phải nó bể nha anh em. Đó. Đó này nhìn kỹ cho mình nè. Toàn bộ này là Vixel hết nha. Rồi. Với cái số này có một mũi ở đầu này nó gãy nha. Cái này nó ghi chữ da băng không à. Nó ghi da băng nè. Nói chung mình xài được một đầu này nha. Đây nè. Mũi mấy cái mũi này rất hiếm nha. Đó này mấy cái da băng nè. Mũi đầu nhỏ nè. Đó này cũng da băng nè. Đó này cũng da băng nè. Này cũng da băng còn mới nha. Đầu 4 cạnh nha. Kèm theo một đống hết đống này là mũi này cũng hàng bãi luôn nha anh em mà mình không có thương hiệu nè. Con này khoảng tắc tắc 7 tắc 8 này dứt dài nè. 1 nè, 2 nè. Nè, BH1 nè, BH1 mũi nhỏ để anh em mở mấy cái ốc nhỏ nè. 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, 11, 12 nha. Mũi này 12 cái nha. Đây 12 cái nè, nhìn kỹ cho mình nè. Ồ, 12 cái nha. 12 cây. Này, toàn bộ này là Vixel nha. Không game. Cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mũi nha nè. Đó, anh em nhìn kỹ lại cái này cho mình nha. Này mấy đường da băng nè. 2 4 6 mũi nha. Có một mũi gãy một đầu nha. Đó. Rồi bán hết cái đống mũi vít này giá 300k nha. Giá 300k nha. Cái số 13 giá 300k. Và tiếp tục. Cái số cuối cùng là số 14 nè. Mình có một cái đầu khoan nè. Nó dính theo cái mũ khoan gỗ này luôn nha anh em. Hơi bị bự nha. Cái khoan gỗ này khoảng 30 nha, 30 ly. Dính trong đó, mở ra cũng nhẹ nha. Đó. Mình bán luôn tại nó sáng mình căng ký cái này nó hơi nặng nha. Cái này khoảng này sáng căng ký khoảng 6 lạng nè. Cái đầu mình bán giá 200k nha. Cái này là để anh em đúc, cái này cái nó tiện được cái là đúc mũi vít vô đây nè. Mũi vít hai đầu nha, đó, đè xuống. Mình vô. Xong mà đốt vô cái máy bắn vít nha. Ở đây nó có hư cái này anh em cũng dễ thay nè. Đó, nó có răng dặn nè, dặn này ra cái mình thay vô thôi nha. Trong đầu này khá mới nè. Có mã gì nè anh em tra nè. Màn sáng nó dính ra lại nè, mình gõ nó không ra nè nha. Mình căng ký chung nặng quá. Rồi, tiếp tục. Cái 14 cái đầu khoan này mình bán giá 200k nha. Rồi. Anh em nào xem mà có thấy món đồ nào không phù hợp với mình nhớ tua qua nha. Chọn những món đồ nào phù hợp với mình thì cứ alo cho mình nha. Đồ nghề mình sẽ bán chuyển khoản nha anh em. Còn đồ pin với đồ điện là mình bán xuất code, có thể xuất code luôn nha. Anh em nào có khách quen rồi cũng muốn mua á. Còn khách lạ nào mình sẽ bán nha. Nói chung mình bán đồ nghề là mình bán chuyển khoản nha. Còn máy pin với là đầu điện là mình có thể có sức code nha anh em. Sức code thì đặt cọc cho mình cái thẻ cào 50 nha. Rồi, anh em mua máy nhớ điện thoại trực tiếp giúp mình nha. Còn bình luận ở dưới hay là nhắn tin Zalo gì mình không có chốt món hàng cho anh em được đâu nha. Nhiều có khách sao nhắn tin ở đó là chốt món đó rồi mà sao không gửi cho khách nha. Tại vì chốt món hàng đó mình không trả lời ở trên YouTube. Cú clip được, cũng chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình đi được có nhiều đó đó.